Thôi buồn cái gì, uống trà sữa đây nè. Tự nhiên cái ngồi này buồn gì vậy? Mà hình như tôi xem bị em gái chơi hết lần này đến lần nọ, xong rồi lại còn người mình thích không thèm nhìn mặt mình nữa. Và tính sao? Thì tôi sẽ không đi chơi, xong rồi vô quán trà sữa ngồi cầm ràm, ngồi than ngồi thở với đường gái. Bà đang chọc quê tôi hả? Đâu chọc quê gì đâu. Nhưng mà ông thử nghĩ đi, không quen được đứa này thì quen đứa khác. Trên đời này thiếu gì con gái tốt, đúng không? Chẳng hạn như tôi, một trong những người tiêu biểu, đúng không? Gì? Nói lại nghe coi. Chẳng hạn như tôi, một trong những người tiêu biểu. Thôi, tôi xin bà. Bà mà là con gái mà lại còn tốt ấy, thì con gái trên đời này chết hết rồi, ha? Cái gì? Ông khinh thường tôi. Trời ơi, con gái gì mà như con trai ấy. Con gái người ta phải là nết na, dịu dàng, tự tin, khoe cá tính, chứ ai như bà. Trời ơi, hai thằng đàn ông đi với nhau quá. Cái gì? Ok, bây giờ tôi sẽ chỉ cho ông một cái bí quyết làm đẹp này. Sao? Là một cái là quyến rũ liền. Đây là dòng son của Nhật Bản. Son một cái là mềm mượt môi lắm luôn á. Cái dòng son Judica này ha, mà ông đem tặng cho bạn gái, thể nào cũng tạo được ấn tượng tốt. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, là hôm nay bà dùng cái màu son này đánh cho bà hả? Nhìn con gái. Ồ, trời ơi, công nhận là cũng tươi tắn hơn một ngày. Mà vẫn còn đàn ông lắm. Nhưng mà nói chung á, nếu như mà muốn là có bí quyết làm đẹp thì cứ lên trang loveshopping.com.vn là ông có thể sở hữu một cái son hoàn toàn uy tín, chất lượng đến từ Nhật Bản luôn. Ồ, hay. Ống son. Đây. Ê, đi đến trong miệng. Không nha. Đi đâu giờ này chưa về nấu cơm làm chị Bi gọi nè. Trời ơi, thì ra là ở đây uống trà sữa với chai. Gì vậy Phương? Chị Vy ở nhà lo cơm nước rồi mà. Ồ. Ê, nhưng mà tôi là Winner không phải là gì đâu nha. Chỉ là bạn thân thôi. Đúng. Bạn thân hả? Bạn thân mà bá vai kề cổ tô son môi cho nhau nữa. Đúng là ngu mới tin. Trời ơi, bà không tin thì thôi. Bọn tôi không làm gì sai á, bọn tôi không sợ. Đúng là bây giờ chưa làm gì, nhưng mà mốt á hả là có chuyện động trời á. Ê, này bà Phương, bà đang hơi quá đáng rồi nha. Hôm nay tôi có chuyện buồn, tôi không muốn đôi coi bà. Đi về Thi. Coi kìa. Vừa đụng chuyện cái là nắm tay nhau, dắt tay nhau đi liền. Rồi, bộ nhộm sao bỏ tay vậy? Ghê thiệt cái chứ. Bà... Sao á? Ê, kìa. Thi, qua bên này. Từ từ. Đó, đúng rồi. Cái này Việt Thi, chắc là lát hồi xong trận này mình làm thêm ván Liên Minh nữa đi. Trời, ông có thấy tôi hay không? Tôi nói là về nhà chơi là thoải mái hơn là chắc chắn rồi. Chứ ở quán chú Vượng á, lỡ mà gặp hai con lăng quăng kia khó chịu lắm. Với lại ông thấy chơi game, ông hay giải tỏa nó buồn không? Đúng là bà hiểu tôi nhất rồi. Trời, tôi ông là bạn mà. Đấy. Này, bình tĩnh. Chết tinh rồi, bình tĩnh gì nữa. Trời ơi! Đây! Hai đứa làm gì đó? Chơi game. Ai không biết chơi game? Chơi game mà cầm cổ vậy hả? Bỏ cái tay ra! Trời đất ơi con! Trời đang lên mà chú! Con trai với con gái hai đứa là phải có khoảng cách, hiểu không? Ngồi xa nhau ra! Tụi con không có gì đâu chú, chứ đừng có hiểu lầm tụi con! Ai biết bây giờ chưa có, sắp tới mới có. Cơm đây! Cả nhà mình chuẩn bị ăn cơm nha! Làm gì trong đó vậy? Nấu cơm. Nấu cơm cái gì? Phải quan sát. Tụi nó làm sao? Nãy giờ ngày hai đứa nó chơi game cái lộ ôm sùm mà, quan sát gì? Nó mới cặp cổ nhau kìa, không thấy hả? Anh lao quá. Việt Thi, con xíu ở lại ăn cơm luôn nha. Hôm nay cô nấu rất là nhiều món ngon á, mà Candy với Phương học ở trường rồi. Nha, ăn nha. Dạ. Người da đúng không? Trời mẹ ơi, mẹ không có tinh tế gì hết á. Việt Thi là nó chỉ muốn ăn hành nhưng mà nó ăn ba cơm thì nó cú đầu ông. Bỏ tay ra mới nói. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Đi qua bên đây ngồi. Con á? Với lại qua đây. Đúng rồi. Anh phải ngồi đây mới được. Đây. Đây. Món ruột của Việt Thi nha. Trời mẹ, món ruột Việt Thi rồi, món của con đâu? Đấy, trời ơi, con Ủa, sao tự nhiên anh qua đây ngồi? Ủa, ngồi như sinh nhật em vậy nè. Happy birthday. Chắc anh thích ngồi đây. Anh phải ngồi để ngăn cản những cái mối hiểm họa trong nhà này. Hiểm họa gì? Đừng hỏi nhiều, ăn cơm. Anh kỳ quá à. Em nói lại lần nữa nè, Việt Thi, Winner hai đứa là bạn thân. Hồi xưa em cũng nghi ngờ nhanh đó, nhưng mà cuối cùng đâu có gì, đúng không hai đứa? Đúng rồi. Trời ơi. Anh, bữa cơm với mẹ nè. Cả nhà ăn cơm. Bữa cơm cho tôi với ông. Từ từ. Thôi. Để anh. Nè con. Dạ, cảm ơn cháu. Mời mẹ. Cảm ơn con trai. Ăn cơm đi, có gì đâu cười. Ăn mới kỳ. Gì kỳ? Ăn đi, có gì đâu căng. Mà chú. Ông mới cho tôi nè. Khỏi ăn cơm không nghe. Rồi, cái này của con. Đây, tà la quá. Trời, tôi nói mà tôi tức chết luôn á. Sao hả? Chào chú Nguyên. Con, đây là nhà của chú. Ghế này cũng là ghế nhà chú. Cho nên ngồi nhẹ nhẹ thôi, từ cái ghế của chú. Trời ơi, có cái chuyện gì mà bà cứ phải sồn sồn lên nhở? Sao mà không sồn vô được? Ông nghĩ coi, tại vì tôi đi với ông hoài đó, thì bây giờ ai cũng hiểu lầm tôi với ông hết. Mà sao không giải thích cho mọi người? Thì tôi phải đi với bà này, xong nắm tay bà, xong la lên là bà là bạn gái của tôi, để cho mọi người đỡ chọc á. Ông sao á? Thôi được rồi, để mấy mai tôi bao trà sữa bà được chưa? Bù lại được không? Ông tưởng tôi hèm trà sữa của ông đó mà. Liệu mà ngày mai đi giải thích cho mọi người đi. Không thôi thì ân đoạn nghĩa tuyệt. Ok, chia tay thì chia tay. Nhưng mà tôi nói là tôi muốn tốt cho bà thôi. Bây giờ lại còn dở ra cái giọng đấy nữa. Con gái đúng là chúa rắc rối mà. Kệ tôi. Thôi chú Nguyên không về. Về đi. Ủa tôi ngồi đây nãy giờ mà tụi nó nói như là không có tôi ở đây vậy trời. Rõ ràng hai đứa này nó đang có cái chuyện gì đó. Chuyện gì? Vấn đề là mình không biết cái chuyện gì xảy ra tụi nó thôi. Chuyện gì lộ lộ gì mà ba cũng biết hả? Tại vì ba không phải là một người nhiều chuyện đó con à. Trời ơi, tụi nó cứ suốt ngày á nói là tụi tôi chỉ là bạn thôi à. Nhưng mà lúc nào cũng xà nẹo, cười giỡn với nhau. Ai nhìn mà chả thấy. Cuối cùng là tụi nó đang xảy ra chuyện gì? Tức thiệt chứ. Gán ghét thì đã làm sao nữa? Mà sao mọi người ai cũng gán ghét mình với Việt Thi ta? Hết. Biết ngay là kiểu gì nó cũng lên trên mạng tìm kiếm thông tin mà. May mà mình đã hack máy tính của nó rồi. Chương trình tư vấn tình yêu bắt đầu. Bạn nghĩ rằng mình đang thích một người và người đó cũng đang thích mình. Có 5 dấu hiệu nhận biết cơ bản như sau. 1. Bạn và người đó hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc. Ông có thấy tôi hay không? Tôi nói là về nhà chơi là thoải mái hơn là chắc chắn rồi. Chứ ở quán chú Vượng á, lỡ mà gặp hai con lăng quăng kia khó chịu lắm. Với lại ông thấy chơi game, ông hay giải tỏa nó buồn không? Đúng là bà hiểu tôi nhất rồi. Trời ơi, tôi ông là bạn mà. 2. Phản ứng thái quá khi bị người khác ghét đôi. Tôi là Winner không phải là gì đâu nha, chỉ là bạn thân thôi. Đúng. Bạn thân hả? Bạn thân mà bá vai kề cổ, tô son môi cho nhau nữa. Đúng là ngu mới tin. Ngồi xa nhau ra. Tụi con không có gì đâu chú, chứ đừng có hiểu lầm tụi con. Dấu hiệu quan trọng và cũng là dấu hiệu đỉnh điểm. Yêu nhau lắm thì mới cắn nhau đau. Hai bạn thường xuyên bắt nạt, và khi xa nhau thì lại càng nhớ nhau bồi hồi. Từ nãy đến giờ mình cũng nghĩ về con nhỏ đó. Không có lẽ mình lại thích nó. Chị Google ơi, em lỡ thích con nhỏ bản thân, giờ phải làm sao hả chị? Nó kêu mình bằng chị luôn. Rồi để chị trả lời cho cưng nghe nha. Chị tư vấn nè, chị tư vấn tình yêu nha. Nè, đó. Hãy tỏ tình. Gợi ý cho bạn 101 cách tỏ tình siêu ngầu. Tỏ tình nhá. Winner với Việt Thi có quen nhau được không ta? Em tới rồi nè. Em cũng mặc áo mà không? Đi tìm tình yêu đích thực những ngoài đời một trời một vực với profile với tính năng ekyc, xác thực hình ảnh pick couple cho bạn smart thật sẽ chia thật.